Vừa hoàn thiện cái bộ toàn bộ cái hệ thống dây điện của máy gặt máy cày đây, và rất vui khi mà hoàn thiện được cái bộ này. Và video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số cách đề trực tiếp đây, một video phát trực tiếp và đề trực tiếp luôn để cho anh em xem. Mình quay gần lại cho anh em xem thấy các cái chi tiết nguyên bản cho một cái máy gặt nhé. Đây là sơ đồ mạch điện này, đầy đủ này. Đây đây thử anh em đó, đây ạ, đây này, dàn dương le này, rồi cầu chì này, hộp cầu chì này, van này, còi này, bảng táp lô này. Đây, xin chào Thái Anh. Hôm nay thay đổi không khí một tí nhá, mình sẽ cho mọi người xem cái này. Đây, bật ổ khóa đây này. Đó, cái máy gặt này của mình là 3.983 giờ nhé. Đây, đồng hồ báo có luôn. Đây, đèn này, các loại. Đây, mình bật đèn cho mọi người thấy nhé. Đây là cái đèn phía trước này, đèn phía trước này. Đây, phải cao lên cho mọi người xem nha. Đèn phía trước này, bật này. Đó, sáng chưa? Rồi, các cái đèn tiếp theo này, đèn guồng gặt này, hai đèn này, đấy, đèn bật này, đèn sau này, đèn đóng lúa luôn này, đó, cảm biến báo nhiệt mọi thứ đầy đủ cả, đây ạ, à, rất là đầy đủ nhá, không thiếu một thứ gì luôn. Và mình sẽ đề cho mọi người xem, để cho mọi người người xem luôn cái đây motor quạt gió của mình đây, cảm biến lúa này, cảm biến khoan xoắn này, rồi cảm biến tốc độ động cơ này, đề này, solenoid này, mọi người thấy không ạ, thấy rõ không ạ? Cầm nó hơi rung một tí. Đây solenoid đây, đây là đề, đây cú đề, đây máy bình ắc quy, đây máy phát, đây báo đầy lúa này, đây bấm báo đầy lúa là đèn nó sáng luôn này. Đấy đấy, hôm nay ai có thắc mắc gì về hệ thống điện thì của máy gặt máy cày thì cứ nói nhé, bởi vì đây là toàn bộ hệ thống điện của máy này. Đây cầu chì tống này, cầu chì con này, rất là đầy đủ luôn, đề lên cho anh em thấy nhá. Đây đó, đây công tắc, đây công tắc buồng đập, công tắc guồng gặt đầy đủ này, này đó, coi như đây là đóng gặt này. Và đề nha, anh em nhìn này, nhìn cú đề này. Đấy, đấy là đề máy, đèn sáng này, tốc độ quay lên này, đây ạ, à, bấm báo đầy lúa nhá, đấy báo đầy lúa đấy, đấy, rồi báo khoan xoắn này, em nhìn báo khoan xoắn này, đấy, cho vào là hết, đây cảm biến báo khoan xoắn đây. Đây và đề trực tiếp của cái này như thế nào? Thưa anh em là khi mà chúng ta mà đề trực tiếp ấy, tắt đi, nhìn này. Đây. Đó. Tất cả các cái mô hình cụ thể là nó đều có trong đây hết. Và thưa anh em là đề trực tiếp của cái máy này ấy, của cái máy DC70 ấy, thì chúng ta có nhiều cách. Và một cách dễ dàng nhất cho tất cả anh em là chúng ta tháo cái cầu chì thứ tư, tháo cái cầu chì thứ tư, đây cầu chì thứ tư ở chỗ này ra, đây thứ tư này, 1 2 3 4 này, 1 2 3 4 này, chúng ta tháo hết cái cầu chì thứ tư ra, đây và chọc một cái dây điện nối hai cái bên cầu chì này ra là xong, này là xong,
là nó sẽ đề phạch phạch ngay và luôn. Đó, đó là cái cách đề trực tiếp. Và quay lại câu chuyện của ngày hôm nay thưa anh em. Đây, xin chào tất cả anh em. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, người khỏe, máy khỏe. Và cảm ơn mọi người đã quay trở lại. Hôm qua thì trễ hẹn với mọi người, nhưng mà hôm nay thì rất là vui là mọi thứ đã ok rồi. Và xin chào Ca Phi Cao, xin chào Minh Phạm, chú mạnh cho anh hỏi máy cô ra L2002 thủy lực nâng được bao nhiêu kg? 2002 thì khoảng được khoảng nâng được 600 kg, khoảng khoảng đó mày không nhớ rõ đâu, nhưng mà khoảng thường là khoảng đó, khoảng được 600 kg, 500-600 gì đó. Rồi xin chào báo mới trong ngày, chào Thái Anh. Anh cho em hỏi làm sao máy DC70 mà bật chìa khóa lên còi báo nó lại kêu tít tít một hồi rồi hết, là sao vậy? Nếu như còi báo kêu ấy thì bạn phải xem là ở trên cái bảng táp lô của bạn nó có sáng cái gì không, và cái còi là cái còi nào. Nếu như mà cái còi ở phía trên chỗ cái cánh cửa gió của két nước ấy, thì đó là còi báo hiệu, còi báo hiệu của một số các cái thông báo, các cái cảm biến xoắn này, cảm biến tốc độ này, rồi cảm biến nước, cảm biến nhiệt, cảm biến áp suất, cảm biến áp suất bôi chân động cơ. Rồi nếu như mà nó báo rồi ấy mà cái còi phía sau nó kêu ấy, thì đó là do cái cảm biến của đó là do cái công tắc lùi. Thì tất cả mọi thứ nó đều là do cái bảng táp lô này nó điều khiển thôi, đều là do cái bảng táp lô này nó điều khiển. Thế thì phải xác định rõ nhé là nó ở đâu. Rồi xin chào Thái Anh nhé, Thái Anh nói rõ xem là cái còi nào kêu nhé. Xin chào Hiệp Đông Bắc, khỏe ngon lành rồi, cảm ơn anh Hiệp Đông Bắc rất là nhiều. Xin chào anh Vương Vũ ạ, xin chào Quy Quy, xin chào Phi Cao. Giờ mình không có tiền, mình mua máy gặt củ chạy được không? Cái này thì mình cũng không dám trả lời anh. Quan trọng là độ ngầu của anh đến đâu, và cái diện tích anh gặt nó có nhiều hay không, cũng như là anh sẽ đầu tư cái máy khoảng bao nhiêu. Còn tất nhiên là củ thì nó cũng có nhiều loại, có nhiều loại, có những loại đang còn rất là tốt, có những loại thì nát rồi. Thì cái đó là tùy cái xác định của anh thôi. Anh gặt phục vụ được bao nhiêu xào, bao nhiêu mẫu ở cái khu vực của anh, là diện tích có nhiều hay không, để anh có thể tương đối là tìm cách để tính toán để đầu tư. Xin chào anh Quang, xin chào Quang Nguyễn. Anh có cung cấp linh kiện và sửa chữa máy cày không? Trang trại bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa không? Trang trại bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa thì mình chưa có cung cấp linh kiện và sửa chữa đó, chưa có vào đó sửa bao giờ. Nếu như mà bạn có anh Quang Nguyễn mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với Mạnh qua số điện thoại 0904987558, 0904987558 nhé. Nếu anh có nhu cầu thì anh liên hệ với số điện thoại đó. Xin chào anh, ôi anh báo mới trong ngày là bị thông báo bị rút lại rồi này. Rồi xin chào anh Phong Nguyễn. Mạnh ơi, máy 70 của em chạy đất hơi lún xíu là nó rung lắc quá là bị gì vậy? Máy 70 của bạn mà chạy đất hơi lún xíu nó rung lắc á? Rung lắc là rung lắc máy ấy, hay là thế nào? Thì nếu như mà rung lắc cái động cơ mà nó rung ấy, thì bạn phải xem lại mấy cái chân máy đi. Mấy cái chân máy của bạn là chắc là mày nghĩ là có vấn đề, nên là nó mới có cái hiện tượng là rung lắc.
thì cái đó bạn phải xem kỹ lại nha, xem kỹ lại cái chân máy, có thể lúc đó là cái HST nó nặng thì bắt đầu là cái độ ghi vào cái động cơ ấy nó lớn thì cái chân máy nó không ổn định thì nó sẽ rung lắc. Mạnh đoán là như vậy anh Phong Nguyễn nhé. Đấy là do là Mạnh đoán, là anh nói là động cơ nó rung thì anh mới xem kỹ, còn máy nó rung thì chưa gặp. Cả cái máy nó rung, cả cái thân máy nó rung thì chưa gặp. Rồi, phi cao đi 70G chạy ngon hơn 70VN không anh? Giống nhau thôi anh ơi, giống nhau. 70G thì không năng suất bằng cái máy mà xả vòi ấy, thì không năng suất bằng cái máy đóng bao, nhưng mà chi phí các thứ thì cái đó cân nhắc. Còn để nói nhanh gọn lẹ thoát lầy thì phải là cái máy đóng bao, bởi vì là nó không bị nặng, nó không phải chở thêm cái bồn thì nó không bị nặng. Anh Xuân Lương Nguyễn, xin chào anh Xuân Lương Nguyễn. Anh đánh giá sao về ba con máy Yanma 393, Kubota 4018 và Zhonyi 3036, con nào cày vừa lội nước hiệu quả hơn, nên mua con nào? Cái câu hỏi này của bạn rất là thú vị, cũng nhiều người hỏi mình về so sánh giữa máy Kubota với Yanma, rồi Kubota với Zhonyi, cũng có người hỏi so sánh giữa Yanma và Zhonyi rồi. Thì hôm nay lại gặp bạn là hỏi một lúc là ba con luôn. Thì câu hỏi này thì mình Xuân Đương Nguyễn đây, mình xin phép bạn là mình sẽ làm một cái video thật sự để phân tích về tất cả các cái thông số kỹ thuật cũng như là các cái tính năng thực tế, rồi con nào có lợi chỗ nào, con nào có hại chỗ nào, con nào hay chỗ nào và con nào chưa phù hợp chỗ nào, ở cái điều kiện của môi trường ở làm ruộng của miền Bắc miền Nam của mình. Thì mình xin phép là sẽ làm một cái video cụ thể, chứ ba con máy này thì nó rất nhiều thứ để nói, rất nhiều thứ để nói, có cái hay có cái chưa hay mà không thể nói được hết được trong cái câu chuyện này được. Thì Xuân Đương Nguyễn nhé, xin phép để dành lại câu hỏi này và ghi nhớ cái câu hỏi này để sẽ đưa ra một cái video cụ thể hơn bạn nhá. Rồi ba con máy luôn. Rồi xin chào Trang Nguyễn. DC70 nhớt qua bơm hạt là sao? Nhớt qua bơm hạt là bơm gì? Bạn nói cụ thể giúp mình nhé. Bơm hạt là bơm gì nhỉ? Khó hiểu. Bơm hạt, nhớt qua bơm hạt, chắc là bạn viết nó hơi sai thôi, nhưng mà mình chưa đoán được. Xin chào Nam Thành, con DC70 của em sáng khởi động, khoai trắng nổ à, khói trắng. Ồ, khởi động khói trắng nổ bụp bụp, có khi nào heo dầu bị tụt dầu không? Sáng khỏi khởi động khói trắng nổ lùng bụp thì bạn nên đi cân kim phun của bạn mình nghĩ là bị dỉ rồi, nên là nó có chút vấn đề về độ kín, thế nên là nó không điền đầy ngay được thì nó lùng bụp, nó có khói trắng. Thì đầu tiên là bạn đi cân kim, xong đó nếu như mà vẫn chưa được thì mới tính đến bơm bạn nhé, chứ đừng có vội vàng làm bơm. Báo mới trong ngày, anh có công tắc đèn DC70 không anh, và báo giá em luôn. Công tắc rồi các cái phụ linh phụ kiện đấy của máy DC70 thì có hết trên website phụ tùng kubota.vn, anh có thể vào đó để anh xem và đặt hàng cụ thể, xem giá và đặt hàng cụ thể ở trên đó anh nhé. Xin chào Cương Trần, Mạnh ơi cho em hỏi đạn cốt bơm nước quạt gió máy cày 5018 giá bao nhiêu? Em vô trang phụ tùng không có giá đạn cốt. À, trên cái trang phụ tùng ấy thì nó bán cả bộ, cả đạn, cả phớt
cả vỏ bơm và cả tổng bơm luôn, chứ nó không bán lẻ. À, mà chính vì thế nên là Mạnh cũng tư vấn cho bạn là không nên mua lẻ cái đạn cốt bơm, bởi vì muốn thay cái đạn cốt bơm đấy thì cần phải có một số thủ thuật cũng như là các cái dụng cụ chuyên dùng, ép rồi kích rồi mài cắt đủ thứ. Nên là tốt nhất là bạn không cần phải mua, bạn mang tháo cái bơm nó ra, mang cả cái bơm đi đến cái chỗ làm bơm nước ấy, chỗ ép tiêu thế lực là hay có ép tiêu thế lực ấy. Thế thì người ta làm cho xong rồi bạn về bạn lắp đúng theo hướng dẫn của mình là được. Và mình cũng có một cái video nói về cái cách thay bơm nước của động cơ và các cái lưu ý khi mà thay bi hoặc là làm lại bơm nước bạn nhé. Cương Trần nhé. Xin chào Tiến Hà. Dùng nhớt thủy lực của máy múc có ổn không hay đúng nhớt cô ta? Thật ra là nhớt thủy lực của máy múc mà đúng chủng loại thì vẫn dùng ok, vẫn dùng ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà bạn muốn cái bơm nó được hiệu quả cao nhất, nó được hiệu quả cao nhất thì bạn nên dùng của Kubota bạn nhé. Rồi và xin chào Sơn Đơn Nguyễn, anh tiêm vaccine là tiêm đại trà hay là diện ưu tiên vậy? Diện đại trà thôi, đăng ký rồi đến lượt thì tiêm thôi ạ. Đăng ký đến lượt thì tiêm, không có ưu tiên gì cả. Kiểu như là người ta sẽ phân ra là các cái người đăng ký trước rồi đăng ký sau rồi đến lượt thôi, theo tiêm theo công ty, tiêm theo công ty thì cho các đến lượt của các cái công ty, các cái doanh nghiệp sản xuất thì mình đăng ký thì đến lượt thì tiêm thôi, không có được, chưa được ưu tiên. Xin chào Thúy Triệu. Sao máy L120 đi có lúc điện ắc quy yếu không để được, có lúc đi vài ngày vài tuần lại không sao? Cái đó là do cái máy phát của anh, cái máy phát điện của anh có thể là nó đang lỏng rắc kích từ, nên là nó có lúc nó phát được điện, hoặc là có ngày nó đơ, nó không phát được điện. Nó đơ ở đây là nó bị lỏng cái rắc điện thôi, thì nó bị tụt hết điện đi, thì nó không phát được điện và nó làm cho cái bình ắc quy nó không được nạp điện và nó hết điện trong cái quá trình sử dụng. Đó. Cái này anh nên kiểm tra kỹ lại cái rắc chân máy phát, thì có thể là nó đang lỏng hoặc đang kém, tiếp xúc kém hoặc bẩn gì đó anh nhá. Mạng hơi kém, đúng rồi, cứ hôm nào mà mình dùng điện thoại để phát thì mạng nó rất là kém. Nói chung là nó không được đạt yêu cầu lắm. Rồi, xin chào Quy Quy. Máy cài của em đang chạy, tắt máy một hồi để lại thì mất điện, lý do ở đâu vậy? Lý do là mất điện thường là lỏng cọc bình. Mọi người hay tháo cái cọc bình ra và làm cho cái cọc bình nó lỏng hoặc nó bị mo ve, nó không tiếp xúc tốt được. Là một. Thứ hai ấy, là có thể là để lại rồi nó có một cái gì đó, nó phóng điện làm sao đó, nó làm cho đứt cầu gì. Thế nhưng mà đối với máy cải thì mình thấy ấy, thường là lỏng cọc bình, để nó chạy cái là nó mất hết cả điện luôn. Đó. Bạn Quy nhá. Xin chào Thanh Lê Đình. Lê Đình Thanh. Động cơ của tôi tại sao tự nhiên rất khó nổ? Turbo có ảnh hưởng gì không? Bơm dầu nhiên liệu vẫn làm việc. Nhờ chú chỉ bảo, xin cảm ơn. Thật ra là cái chuyện mà khó nổ ấy, thì turbo thì không liên quan. Theo kinh nghiệm và đánh giá của Mạnh thì turbo ấy, nó không liên quan đến cái chuyện khó nổ, mà nó chỉ liên quan đến chuyện là tốc độ và công suất nó có đạt hay không thôi. Thế nhưng mà lúc mà đầu khó nổ rồi ấy, thì nó không liên quan đến turbo nhé. Còn anh cần phải kiểm tra kỹ về hệ thống nhiên liệu, về tắt máy. Máy của anh là máy gì thì cho Mạnh biết rõ.
thì đâu đó có thể là mình sẽ tư vấn cho anh được cụ thể là lý do nó vì sao, hoặc là kiểm tra chỗ nào. Anh Lê Đình Thanh nhé, tôi đã kiểm tra cầu chì rồi, không có gì cả. Đúng rồi, cầu chì nó cũng có liên quan nhưng không liên quan nhiều đến cái chuyện khó nổ, không liên quan nhiều. Máy của anh là máy gì đã anh nhé, nhưng mà turbo là chắc chắn không liên quan đến cái chuyện khó nổ đó, và nó chỉ làm cho máy khỏe hay yếu thôi. Xin chào Trâm Phạm, máy cày em nó bị chỗ hộp số mà mở ra kiểm tra không bị gì hết mà nó kêu khó chịu lắm. Nó bị kêu chỗ hộp số mới ra kiểm tra không bị gì hết. Máy cày gì? Đề nghị mọi người là khi mà hỏi thế này, khi mà đặt câu hỏi ấy, thì nói rõ cho mình biết đó là máy gì, tên gì. Bởi vì thành mỗi cái máy ấy, thì thường nó có một số các cái thiết kế khác nhau, các cái kết cấu, cơ cấu khác nhau một đôi chút. Thế nên là kể cả hệ thống điện, hệ thống thủy lực, hệ thống mọi hệ thống luôn. Bởi vì có cái thì số thì được điều khiển thế này, cái thì thế kia. Thì nói cụ thể cho mạnh là máy cày hoặc máy gặt tên là gì. Ví dụ máy DC70 hoặc máy cày L122 hoặc là máy cày L4508 hoặc là máy cày Zodia 3036 hoặc là cái gì đó. Thì nó là cái gì thì nói cái đó. Anh em nhé. Rồi xin chào Kim Trọng, máy cày thương hiệu nào là ngon nhất vậy anh Mạnh, tư vấn giùm em. Nói về thương hiệu ngon đấy thì chắc chắn là máy Zodia luôn luôn là số 1 thế giới luôn. Máy Zodia là số 1 thế giới, nó đứng hàng đầu của thế giới về mọi mặt luôn, kể cả cái độ sử dụng nhiều. Giống như chúng ta đi ăn cơm ăn phở ở quán ấy, mà chúng ta thấy cái quán nào đông thì cái số lượng trên thế giới nhé, mình nói trên thế giới là cái số lượng đông đảo nhiều nhất là máy Zodia, và chất lượng nhất theo mình đánh giá những cái gì mình biết về máy cày máy kéo thì vẫn là máy Zodia. Còn nói một cách cho cùng thì các cái dòng máy cày, các loại máy cày khi mà người ta sản xuất ra thì mỗi máy có một cái sự ưu việt khác nhau và có những cái ứng dụng, cái độ phù hợp cho các cái môi trường khác nhau. Nếu như chúng ta là người sử dụng mà chúng ta biết lựa chọn cho chính xác những cái máy đó phù hợp đó thì chúng ta dùng nó sẽ rất là năng suất và hiệu quả. Nên là câu hỏi của bạn mình nói lại một lần nữa là máy Zodia là số 1 thế giới, không còn bàn cãi gì nữa. Xin chào Quỳnh Ma, cho mình hỏi bình ít nước nên châm thêm nước gì? Nước tráng, nước uống này, nước lọc để uống thôi, không có gì cả. Xin chào Nam Lê, xin chào Tuấn Lương. Mạnh ơi, cho anh hỏi máy của anh L201DT lúc nóng máy thì nâng ben yếu là sao? Lọc dầu thủy lực ở đâu? Lọc dầu thủy lực ấy thì nó nằm ngay gần sau cái khu vực của cái bơm thủy lực, nhưng mà hình như cái máy của anh mà nhớ không nhầm là nó nó có cái lọc dầu thủy lực lộn ngược ngay ở sau một đoạn của cái bơm thủy lực anh nhá. Còn nóng máy mà nâng yếu thì gần như lại không liên quan lắm đến lọc dầu, anh có thay thì nó cũng yếu thôi, mà thường là nó có thể do van đóng kém, nóng lên van nó hở, nó thoát áp, hai là bơm kém, thì có hai nguyên nhân lý do như vậy. Anh xem kỹ nhá, xem kỹ cái vấn đề của anh để mà quyết đoán cho nó chuẩn. Còn tất nhiên là lọc dầu của anh mà lâu không thay thì anh cũng nên thay, nhưng mà khi mà dầu lọc dầu nó tắc thì nó sẽ làm hỏng cả bơm, cả hệ thống cơ bản là bơm của anh, nó sẽ bị xuống cấp rất là nhanh. Thường thì mình gặp là các cái máy bị yếu ấy thì 80-85% là do van, còn lại 15% là do bơm. Nên là khi mà quyết định sửa chữa thì cũng nên tính toán kỹ. Xin chào Nam Lê, anh có cảm biến khoan bui không? Gửi em cái anh.
Hiện tại thì hệ thống của mình đang có chút vấn đề về Covid nên là chưa thể gửi hàng được. Tuấn Nam Lê nhé. Tuấn Phạm: chào anh Mạnh, cho em hỏi cách phân biệt động cơ 60 với động cơ 70. Phân biệt động cơ 60 và động cơ 70 thì dễ thôi. Ở trên mặt máy của động cơ 60 thì luôn luôn có kim sấy, luôn luôn có kim sâu máy, kim làm nóng máy, còn của 70 thì không có. À nha. Có vậy thôi, cái đó là dễ nhìn nhất, dễ xác định nhất. Còn các cái thông số khác thì gần giống nhau. Và bạn chỉ nhìn được cái đó là dễ nhất. Xin chào Lê Cường. Anh ơi, máy Kubota 3218 VN đùi bên trái sao nó cứ bị rách phớt liên tục vậy anh mày? À, bạn thay phớt thế nào? Có chuẩn không? Có đúng cách không? Rồi, cái phớt của bạn, cái trục đùi của bạn có còn ngon không? Rồi cái vòng bi của bạn có còn ngon không? Tất cả những cái đó, cái ơn ốc bạn xít có chuẩn hay không, những cái đó nó quyết định cho cái việc là rách phớt. Vì mình biết là bạn nói rách phớt liên tục tức là bạn thay liên tục, nhưng mà bạn thay đúng chưa, đúng có nghĩa là bạn thao tác nó chuẩn chưa, thì cái đó là lại là một chuyện. Thì nên cân nhắc kỹ, nên sẽ định hình lại kỹ. Và tới đây ít hôm nữa mình sẽ có một cái video về cách thay phớt trục đùi sau cho máy Kubota. Và đặc biệt là con máy L3218 luôn. Bạn xem cái cách của bạn nó có phù hợp chưa. Bạn nhá. Phương Phùng: đo diện tích đồng chỉ có 40 mẫu Bắc Bộ, mua con DC35 có ổn không? Nói thật là mình không còn thích 35, 35 nó gần như là nó không còn phù hợp với đồng lúa của Việt Nam. Và nó cũng quá lâu rồi nên là mình sợ là nó không còn chạy tốt nữa. Cái đó là thật sự chân tình. Xin chào Thanh Yến. Máy bị hao nước bình phụ là bị sao? Máy hao nước bình phụ thì rất là tốt rồi, máy nó nóng thôi và nó thoát hơi nước thôi, nhưng mà tóm lại cứ nghe hao nước bình phụ là máy nó đang hoạt động bình thường. Máy nó đang hoạt động bình thường nhưng mà ở đây là nó đang nóng. Đang nóng thì bạn cần phải làm sạch két nước bên ngoài thôi nhé. Tăng dây cura động cơ, rồi làm vệ sinh vỏ thân bên ngoài động cơ cho nó mát mẻ. Thì mình nghĩ là nó sẽ đạt. Còn nếu như hao nhiều quá vẫn hao thì kiểm tra lại cái nắp két nước xem nó còn ngon không, hay là nó nóng máy nó đẩy, nó không kín lắm, nó bị bốc hơi ra ngoài hoặc đẩy ra ngoài lúc nóng bạn nhé. Thành Yến nhé. Xin chào Trịnh Lý. Cho em hỏi máy gặt DC35 đang chạy mà tự tắt máy, lúc xong lúc sau lại nổ được. Cái máy DC35 mà tự tắt máy lúc sau lại nổ được ấy là cơ bản là do cái bơm. Bạn phải xem lại cái bơm điện, hệ thống điện, bơm điện cụ thể xem là nó có hoạt động tốt không. Đó. Rồi một số vấn đề nữa về hệ thống điện thì bạn mới có thể xác định được, là nói chung là nguyên nhân là do hệ thống điện. Đó bạn nhá. Thì ở trên cái website phụ tùng kubota.vn này mình cũng có để những cái hoặc kỹ thuật máy.vn này, để những cái sơ đồ mạch điện thế này, bạn xem và bạn lần theo bạn sửa chữa ra được bạn nhé. Chỉnh lý nhé. Hoặc là bởi vì là khi mà hướng dẫn cho bạn về cái vấn đề này ấy, thì cần phải nói rõ cho bạn các cái cụ thể màu dây các thứ. Thì nếu như mà bạn mà chưa xử lý được thì có thể liên hệ kết nối Zalo với mình 0904987558, 0904987558 nhé, để mình sẽ gửi cho bạn cái thông tin, cái cách kiểm tra sửa chữa nó cụ thể để bạn giải quyết được cái vấn đề đó nhé.
À, chắc nó đang lỏng dây đâu đó thôi. À, chị Lý ạ. Xin chào Hoàng Nhi, anh Mạnh ơi, cho em hỏi chiếc Yanma 351 nó có xài van hàng nhiệt không? Có, em định tháo ra cho mát máy. À, sao em không thấy được ống nháy? Vậy có tháo ra được không? Được. À, không thấy được ống nháy thì khỏi cần phải bịt bạn nhá. Nhưng mà chắc chắn máy nào cũng có. Máy nào cũng có. Xin chào Nam Thành, Nam Thành là thông báo thì rút lại rồi. Xin chào Ngô Văn Tính. Máy của em DC70 nếu chưa vào tải mà kéo ga kim đồng hồ chỉ vừa qua mép trên vạch xanh khi đóng tải và gặt thì vòng xuống hết vạch vàng, nhưng để vậy kéo thêm ga lại được hả? Thì cũng được thôi, chả vấn đề gì. Nó cứ tụt cái đoạn vàng ấy, cái đoạn vạch vàng đây. Cái này cái hôm nay mạng nó hơi kém nên là mình cũng muốn là giải thích cho mọi người một chút về cái vạch vàng và vạch xanh nhé. Vạch vàng và vạch xanh của cái máy này đây ạ. Đây hơi dùng tay. Đây là vạch vàng, đây là vạch xanh của cái máy. Đây thì nó sẽ thế này, cái ga này chúng ta lên ga lên đến vạch này, ga lên đến mép vạch xanh, và khi mà vào tải thì nó nằm ở trong khu vực vạch vàng hoặc là mép vạch vàng là được, giống như đá bóng ấy, sút vào là tức là ông phải nằm trong cái khoảng này đó. Thế thì ga là đến đây nhưng mà vào tải nó xuống đến vạch vàng, nó nằm trong vạch vàng hoặc nó mép vạch vàng, mép bên này cũng được, mép bên này cũng được đó. Ga là phải lên vạch xanh, còn vào tải là xuống vạch vàng là ok, là đủ tải nhé. Đó người ta gọi là đủ tải đó, đủ tải nhé. Rồi thì mình nghĩ là cái máy của bạn cũng ok thôi, kéo thêm ga nó lại lên được không ạ? Thì cũng ok thôi, không có gì cả. QQ máy cài 4018 dung tích xi lanh nó bao nhiêu vậy? Hình như là 1.8 lít. QQ nhá, xin chào Ngô Văn Tính. Ga lên đỉnh vạch xanh chạy không tụt nữa và thoát hết tải ra, nó vẫn nằm đỉnh vạch xanh là bị gì anh? Máy không ăn nhất không ạ? Chả vấn đề gì cả, đó là điều tốc thôi. Tốc nó nhẹ thì nó sẽ cố định ở cái mức tua đó thôi, không có gì đâu bạn nhá. Đó là hệ thống điều tốc của bạn bình thường, thế người ta mới gọi là các cái máy này hệ thống điều tốc nó tự động nhá. Rồi, xin chào tôi của ngày hôm qua. À, sao máy 5018 hay ăn đùi vậy? Tôi ngày hôm qua hôm nọ hình như là cũng hỏi câu này rồi. À, hay ăn đùi, hay gãy đùi hả? Hay gãy đùi. Thì máy 5018 thì cũng có một thời gian là có máy có loại là hay gãy đùi. Thế nhưng người ta cũng đã cải tiến rồi. Và khi dùng bánh lồng thì dùng nó vừa thôi. Bánh lồng nó đừng có quá rộng. Nó chỉ loanh quanh khoảng mét mốt trở lại thôi thì nó an toàn hơn cái máy 5018 bạn nhé. Còn hai ăn đùi thì đúng chính xác là cô ta người ta cũng đã cải tiến rồi. Còn cái việc mà hai ăn đùi hay là như thế nào thì cái đó là cô ta người ta giải quyết. Đó, mình cũng tìm hiểu một vài trường hợp gãy đùi, nhưng mà ở cái máy 5018 ấy, nó ăn đùi là cũng là một lý do là cái độ công suất nó rộng quá, cái hộp số nó hẹp, thế xong là cái độ dư của cái đùi nó dài, cái độ dư của cái đùi từ cái vòng bi ngoài cùng cho đến cái mâm ấy nó hơi dài, nên là nhiều khi nó mạnh như thế, nó công suất này nó làm cho cái đùi nó dễ gãy, có vậy thôi.
từ ngày hôm qua nhé, đó là chính kiến của mình thôi. Rồi, xin chào Trang Nguyễn, xin chào Tài Trương Cô Ta, sao máy 70 em chạy két nước, cái gì em chạy két nước bấn tim mà không rút nước lên bình phụ, à không rút nước bên bình phụ á, có nghĩa là bạn chạy mà nước trên bình phụ thì đầy mà két nước vơi mà nó không rút nước đúng không? Nếu như mà như vậy, nếu như đúng như mày nói thì một là máy của bạn bị hỏng nắp két nước hoặc hở ở đường ống nước hoặc ở đâu đó trên đường ống nước trên nắp két nước. Hai là thổi gió thì nó mới có hiện tượng thổi gió nhẹ. Thì để mà kiểm tra thì tốt nhất là kiểm tra xem có thổi gió hay không bằng cách là mở nắp két nước lúc ngồi nhé, lúc mới ngồi tháo dây cu ra quạt gió ra, mở nắp két nước, nổ máy và xem là nó có sủi tăm hay không. Nếu như mà nó sủi tăm thì tức là cái máy của bạn nó đang bị thổi gió, bởi vì chúng ta tháo dây cu ra rồi thì dây cu bơm nó đâu cũng còn hoạt động nữa. Thế chính vì thế nên là phải cho nó yên tâm. Nếu như mà mọi thứ yên tâm rồi thì ok. Hôm nay rất xin lỗi anh em là mình phát bằng trực tiếp bằng cái điện thoại, bực mình cực kỳ luôn. Nó cái thông báo này, các cái kiểu các thứ nó suốt cả ngày, nó làm đơ hết cả điện thoại rồi. Rồi tin nhắn đến mai thì từ mai là không phát một cái điện thoại này nữa, phát cái máy tính cho nó như mọi khi cho nó chắc ăn. Nó làm vậy đụng một cái là lại có những người gọi điện nè. Anh em chắc là không biết là giờ này nó đang phát trực tiếp nên là nhiều người gọi điện quá. Mày thì thường là một ngày là rất nhiều cuộc điện thoại, nên là nếu như ai đó mà gọi cho mày mà không nghe thì vui lòng để lại tin nhắn, đừng có gọi quá nhiều cuộc điện thoại. Rồi kiểu như gọi đếm số lượng cuộc điện thoại ấy. Bởi vì là trong ngày thì cũng phải làm việc, cũng phải tay chân, đã là thợ sửa chữa thì lúc nào cũng phải cờ lê một lết, nhưng mà nghe điện thoại suốt ngày thì cũng không được. Thế nên là nếu như mà anh em nào mà gọi cho mình một hai cuộc mà không nghe, không thấy bắt máy ấy, không thấy bốc máy ấy, thì vui lòng để lại tin nhắn. Đó, xong tay rảnh tay rảnh chân là mình đọc tin nhắn là mình gọi lại ngay. Đó, anh em nhé, hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Rồi, xin chào Sinh Nguyễn. Bộ có động cơ Kubota 8, bộ có động cơ Kubota 87 4 van nữa hả anh, công suất thực bao nhiêu? 87 thì mình chưa gặp 4 van bao giờ. Chưa thể gặp 4 van ở đường kính 87. Bạn nha, Trịnh Lý. Trịnh Lý thông báo mình giúp lại rồi. Xin chào Trinh Đỗ Văn. Lâu lắm hôm nay gặp kênh trực tiếp, chúc em vui mạnh. Em cảm ơn anh Trinh Đỗ Văn ạ. Xin chào Thực Nguyễn Văn. Cho em hỏi cánh đồng ở chỗ em khoảng 80 mẫu đất cát, anh tư vấn cho em nên mua máy gì và bao nhiêu mã lực là vừa. À, thế là bạn hỏi máy cày rồi. Mua máy từ 30, mua cái của bạn là phải mua máy từ 80 mẫu đất cát. Thì đất cát nhưng mà những 80 mẫu thì bạn phải mua máy từ 36 cho đến 50 mã lực thì làm việc nó mới hiệu quả được bạn nhé. Đó, từ khoảng 35 mã lực trở lên đến 50 thì sẽ hiệu quả. Xin chào Thủy Triệu. Xin chào Thái Anh. Còi bên trên báo xoắn các thứ anh ạ, nó kêu 4-5 tiếng thì tắt, mà trong khi đó chưa nổ máy. Khi kêu không báo đèn nào. Thế nên mình hỏi Thái Anh nhá, cái máy của bạn
nó có còn báo dầu không? À, nếu như mà báo dầu ấy mà không còn, mà lúc nào cũng ở vạch e ấy, thì bạn bật chìa khóa lên nó sẽ kêu vài tiếng để cho bạn biết. Và cái máy có theo anh của thay anh, nếu như mà không còn báo dầu, không còn cảm biến dầu ấy, không còn cảnh báo mức nhiên liệu ấy, thì chắc chắn là nó sẽ kêu. Thì xem kỹ nha. Xin chào Nguyễn Thế Anh, chào anh Mạnh, cô em DC70. Nếu buổi sáng đề rất dễ nổ, nhưng khi hoạt động trong thời gian dài mà tắt đi thì đề lên thì khó nổ. Đề lên thì khó nổ mà trong khi là nóng máy rồi thì thường ấy, có thể là đề nó kém thì nó sẽ quay buổi sáng, nó đang còn mát, nó đang còn ngon thì nó quay nhanh, thì đề cái nó ăn ngay. Nhưng mà khi mà đề mà nó nóng, có nghĩa là cái than nó nóng, cái xoắn của cái bộ đề, cái dây điện bộ đề nó nóng, thì đề nó yếu, nó quay nổ. Đó là nguyên nhân cơ bản. Có thể một trường hợp nữa là bình ắc quy bị xả điện lúc nóng, thì cái đó bạn cũng nên xem kỹ. Nhưng mà thường mình thấy cái trường hợp này ấy, là do cái đề nó hơi kém. Cũng có một trường hợp nữa là do cái bộ điều tốc của bạn nó bị thế nào, nó bị hơi kẹt lúc nóng. Thế nhưng mà cái này thì ít khi gặp, ít trường hợp gặp, nên là tốt nhất là cứ kiểm tra cái đề nhá, Nguyễn Thế Anh nhá. Xin chào Nam Thành, động cơ 60 của em nổ không giòn, có tải vào khó không bốc, cái gì không kêu ù ù nữa là sao? À, cái này là động cơ của bạn là đang trong tình trạng một là thiếu nhiên liệu, tắc nhiên liệu đó. Hai là cái việc thiếu nhiên liệu, tắc nhiên liệu nó sẽ diễn ra thường xuyên. Và để mà xem là đúng hay không thì bạn xem là nó có xịt khói đen không. Nếu như mà lúc đó nó xịt khói đen nhiều thì không phải là thiếu, nhưng mà khói lúc đó nó tụt tua mà nó ít khói hoặc nó không có khói thì đúng là thiếu tắc nhiên liệu. Bạn phải xem lại toàn bộ cái hệ thống đường nhiên liệu nhé, xem là nó còn ngon hay không, bạn Nam Thành nhé. Thái Anh, đổ nước xanh làm mát so với đổ nước lọc bình thường cái nào hiệu quả hơn? Tất nhiên là nước xanh nó phải hiệu quả hơn nhiều so với nước lọc. Hiệu quả hơn ở chỗ ấy, một là nước xanh nó chống nóng cảm, nó chống dỉ, chống nóng cảm, chống dỉ nha, chống đông. Đông thì ở Việt Nam mình không đông được đâu, nhưng mà chống nóng cảm, chống dỉ, tăng nhiệt độ sôi để giảm sự bốc hơi. Đó là ba thứ. Còn nước thường ấy, nó chỉ giải nhiệt thôi, chứ nó là sẽ làm dỉ sét này. Nhiệt độ sôi của nó luôn luôn 100 độ này, rồi nó không chống dỉ được. Thì cái đó là nó hiệu quả hơn nhiều là chỗ đó. Bạn thấy anh nhá. Lê Cường, phớt zin theo máy thì được 1 năm là bị dỉ dầu gọi thở của Tiến Nông, lên thay thì được 1 năm là rách, còn lần sau em thay cũng như vậy và giờ nó cũng đang bị dỉ dầu. Rồi thế bạn này thay tiếp. hoặc là lại gọi thở của Tiến Nông tiếp. Thì nói đùa vậy thôi, chứ còn khi mà cái máy của bạn ấy thay ấy, thì thay đúng cách nó sẽ được thời gian dài hơn. Có một số chỗ cần phải kiểm tra kỹ, cần phải làm kỹ, thì nó sẽ tránh cái việc nói thế nào di chuyển của cái phớt, hoặc là cái tăng cái độ khít của cái phớt, kín khít của cái phớt thì nó sẽ được lâu. Còn mình thấy là
Đây là theo đánh giá của mình, máy mà cũ lắm rồi ấy, rất cũ rồi ấy. Thì bởi vì là khi mà thay phớt thì cần phải các cái mép, các cái vành, mọi thứ nó phải còn ngon, nó phải phẳng lặng, nó phải chuẩn. Thì một năm của bạn, như bạn nói một năm của bạn mà bạn làm nhiều thì tất nhiên là nó cũng sẽ có ảnh hưởng, nếu trong trường hợp là các cái có một chỗ bạn nên lưu ý thế này, là khi siết cái con ốc ở đầu trục lắp ấy, thì mọi người thường hay siết đến cái chỗ mà lần trước hoặc là người ta siết thì thôi để đóng vào, điều đó là sai lầm. Cái con ốc chỗ ở đầu trục lắp lại siết chặt vào, cứng vào thì cái trục nó mới không bị xô ra xô vào, thì nó mới giữ được lâu bạn nhé. Thì bạn xem lại xem là bạn đã làm như vậy chưa. Đó. Còn nếu như mà bạn làm như vậy rồi mà nó vẫn bị thì lại phải xem lại cái cách đóng phớt của bạn chuẩn chưa, nó có nghiêng có lệch có làm sao không. Bởi vì nó nghiêng nó lệch thì lúc đầu nó không bị đâu, chạy lâu nó cái lợi nó không cân thì bắt đầu nó bị rách. Bạn Lê Cường nhá, xin chào Tùng Dương, xin chào Tùng Tùng. Anh cho em hỏi, khi máy chạy tầm 30 phút máy nóng lên xong bị mất hướng có phải bị HST không? Không. Mất hướng thì không phải bị do HST, nó chỉ đi tiến hoặc đi lùi thôi, không liên quan đến HST. Không liên quan đến HST nhá, mà mất hướng là do bơm hướng và do bộ lái hướng, bộ van lái hướng là không có liên quan đến HST. Xin chào anh hướng dẫn em cách lắp trục video máy 5018. Cái này thì phải có một video cụ thể, phải có một video cụ thể bạn nhé. Anh không thể nói không, cái này không có ý nghĩa gì. Còn nếu như mà bạn muốn xem ấy, bạn muốn xem tạm thời hoặc là có thể dùng gì thì anh em kỹ thuật thì thường là vào website phụ tùng kubota.vn để xem kỹ hơn cái sơ đồ tháo lắp, là có thể hoàn toàn có thể chủ động lắp được. Thì còn không thì mình sẽ có một cái video nói kỹ hơn, bởi vì nói nó rất là dài dòng rồi, nó phải chi tiết thì nó mới đáng và nó mới đúng được bạn nhá. Ngô Văn Tính, cảm ơn Ngô Văn Tính. Xin chào Dung Hà, sao lâu nay vẫn lên bình thường mà Dung Hà, chưa có một lần nào bỏ cả, lúc nào cũng online, cũng lên kênh với anh em, lúc nào cũng có, tuần nào cũng có ít nhất là một video, tuần nào cũng có ít nhất là một video bạn nhé. Anh Dũng Hà nhé, Dũng, anh Nguyễn, An Nguyễn thông báo với giúp lại. Xin chào Vũ Đình Long, Long Vũ Đình, 4018 có ok không? 4018 cũng ok, đã là máy của các cái hãng nổi tiếng thì máy nào cũng ok. Hỏi mạnh là có ok không thì mạnh trả lời là ok. Yanma IM351, anh cái gì ngon gọn ghẻ không, anh chú nhỉ không? Là anh 351 cũng ok. Các cái hãng máy người ta đã nghĩ ra một cái máy rồi, là nó người ta đã khôn hơn mình rồi, khôn hơn bạn rồi, đó là đít nhất là như thế, nên là mình không thể nói ok hay không, tùy tình huống thôi, tùy từng cánh đồng, tùy từng mục đích sử dụng, hay là tùy từng nơi, tùy từng môi trường làm việc và tùy từng cách mình lựa chọn. Còn máy nào thì nó cũng sẽ có một cái lý của nó. Anh Long Vũ Đình nhá, hy vọng là sẽ có một cái video mà anh nói về ba loại máy đó, để cho anh có một cái cảm nhận và tất cả anh em có những cái cảm nhận sâu sắc hơn về máy móc để lựa chọn cho mình những chiếc máy chuẩn hơn. Xin chào Song Cam, chưa thông, hàng miền Nam thông chưa, chán, nói chung là buồn như con chuồn chuồn. An Nguyễn, chào chú Mạnh, anh thay hai mặt trà bơm HST đã cải thiện được chút, nhưng vượt bờ thì yếu lắm, chú tư vấn giúp anh, cảm ơn.
anh thay mình hai mặt trà không thì em nghĩ là nó cũng chỉ được, nó không được nhiều đâu. Khi thay hai mặt trà là phải kiểm tra thêm, già thêm cái mặt trà đấy. Kể cả anh thay mặt trà mới anh cũng phải già thêm với cái xi lanh, anh cũng cái mặt lỗ anh đang có. Rồi anh xem cái piston xi lanh nó thế nào, cái đáy piston nó có ngon hay không, thì anh mới giải quyết được vấn đề của anh nhé. À, anh An Nguyễn, anh cần phải già lại cả piston như video mà anh nói ấy, thì nó mới ăn thua được. Rồi, xin chào Tuấn Phạm, cho em hỏi cách nhận biết đầu nổ bung rồi. Đầu nổ bung rồi ấy, thì thứ nhất là nhìn thật kỹ bu lông, thứ hai là nhìn vào gioăng, vào keo, vào gioăng mặt máy thì mới biết được, vào cá sơn nữa. À, có những cái màu sơn lệch khác hay không. À, xin chào Thế, cảm ơn Thế Anh. Xin chào Tuyến. À, máy của anh Thế Anh bị sinh nhiệt rồi, nguội thì dễ nổ, nóng thì khó nổ. À, Tuyến Nguyễn Thế Anh sẽ lại nói một lúc, bị sinh nhiệt rồi nguội thì dễ nổ, nóng thì khó nổ. Máy của anh Thế Anh bị sinh nhiệt rồi nguội thì dễ nổ, nóng thì khó nổ. À, đây là câu, chắc là câu trả lời, câu tư vấn của Tuyến. Cảm ơn Tuyến rất là nhiều. À, xin chào Dũng Thi, chú Mạnh cho anh hỏi, máy DC70 của anh chạy khoảng 50 giờ là hao 1,3 lít nhớt, sao máy mới chạy được? Cái gì? Là sao máy mới chạy được 80 giờ? Quá nhiều, hao nhớt quá nhiều. Động cơ của anh có vấn đề rồi. Động cơ chắc chắn có vấn đề rồi, nên là anh phải xem kỹ anh nhá. Rồi, cảm ơn Lê Cường. Thanh Nghiến, cách nào kiểm tra tiết chế rời còn hoạt động tốt không? Cái tiết chế rời thì mà anh chưa có cách kiểm tra. Thật sự chưa có cách kiểm tra. Anh nhá. Tốt nhất là giá là tiết chế rời thì mua cái tiết chế khác nếu như mà thấy nghi ngờ. Còn tiết chế để mà kiểm tra được nó là phải lắp vào máy phát, rồi đo điện áp đầu ra của máy phát ở ga nhỏ ga lớn, thì đó là cách kiểm tra thôi, chứ kiểm tra bên ngoài thì chịu, mày chưa có cách. Xin chào Thái Tạ, ắc quy có bao giờ bị ngược cực không? Ắc quy ngược cực thì mạnh có nghe nói đến nhưng mà chưa gặp bao giờ, thật sự có nghe nói nhưng mà chưa gặp, cực kỳ khó. Có gặp, bản thân cũng gặp, cũng bị một lần rồi, có bị ngược cực, ngược thật sự luôn. Nếu như mà lắp ngược cực ở trường hợp nha, mã quy nó đang quá yếu, lắp ngược cực mà sạc ngược thì nó sẽ bị lộn ngược. À, cũng có một lần mày bị là sửa cái lắp cái bình ắc quy phụ cho cái xe máy của mình, là nói chung là một cái ắc quy phụ lắp ở trong cốp xe, vì cái ắc quy trên máy nó đang hơi yếu nên là lười thay, nên là có một cái ắc quy ngoài mà nó không vừa nên là bỏ cốp xe nó lắp. Thế là lấy lắp lộn ngược, lắp cái dây điện lộn ngược, âm lại thành dương, dương lại thành âm, chạy một ngày, ngày mai không đề được. Nhưng mà nó yếu, nói chung là khi mà sửa sạc ngược ấy, nó yếu cực kỳ luôn, không đề được. Tháo ra mới phát hiện là mình lắp lộn ngược. Thế mình lên mới nghi ngờ, không biết là cái bình ắc quy này lắp lộn ngược sao nó không biết nó hỏng không, mình lôi đầu ngồi ra đo thì đúng là nó lại bị ngược, âm thì thành dương, cực âm thì cực dương, cọc dương thì thành cọc âm. Thế nhưng mà xong đó lại quay đầu lại cắm vào cho đúng, thế nó lại hồi lại. Không hiểu là kiểu gì. Thì đó là có ngược, chính xác là có ngược nhá, anh Thái Đạ nhá. Và Mạnh cũng đã gặp, đã làm rồi. Xin lỗi là lần đầu tiên nó không nhớ vì lâu lắm rồi. Nhưng mà chắc là có ngược, và nhưng mà ngược thì nó không mạnh được. À, Nguyễn Thế Anh, cảm ơn bạn Tuyến nhiều. Bạn cho mình hướng khắc phục. Hướng khắc phục thì đi tháo cái đề ra đi bảo dưỡng. Đi bảo dưỡng lại toàn bộ cái đề, gọi là đi đến mấy ông thợ điện làm điện ô tô ấy, ông bảo dưỡng lại cái đề cho sạch sẽ, ngon lành.
thì nó cũng không đáng là nhiều tiền mà nó lại tốt cho cái đề anh nhé. Thì nếu được thì tốt, mà không được thì ta lại tìm phương án khác. Thế nhưng mà thường là cái trường hợp của bạn này, hoặc là do lóng dây, hoặc là do lóng dây điện, nhưng mà lóng dây điện thì cũng ít xảy ra, nhưng mà cũng có. Khi mà động cơ nó chạy nóng thì các cái mối ốc nó lỏng, cũng có khả năng xảy ra nó truyền điện không tốt, thì nó sẽ làm cho cái đề nó không quay nhanh đó. Thì đầu tiên trước khi làm mọi thứ thì siết hết lại các cái dây nhở, dây đặc biệt là dây mát, là siết hết lại dây mát, dây nóng, chân đề, mọi thứ nhé. Anh Thủy Nguyễn nhé, Nguyễn Thế Anh nhé. Rồi câu hỏi cuối cùng của anh Thịnh Nguyễn: có con máy cày Yanma có nhiều đồ thay không, máy 2020? Nhiều đồ thay không thì nó là tùy xem là máy gì. Máy gì thì máy Yanma rồi, nhưng mà nếu máy cũ ấy thì rất là ít, còn máy mới thì cũng tương đối là đầy đủ, cũng tương đối là đầy đủ. Các cái dòng máy mới mà người ta bắt đầu bán chính thức ấy. Chính thức, có những cái đại lý chính thức, có những cái cơ sở chính thức thì người ta sẽ đầy đủ đồ, cũng không phải suy nghĩ quá nhiều bạn nhé. Nhưng mà máy cũ thì khó, rất là ít đó. Rồi và câu hỏi của bạn Tính này: bữa em mướn anh thợ thay nguyên bộ bạc đạn số DC70, anh thay làm sao chạy được có vài chục công là nó xeo bể luôn vỏ hộp số. Cái đó theo như anh có phải đền họ không? Tốn gần 15 triệu lỗi tại sao kỳ vậy? Khi thay không căn không chuẩn, mày nghĩ là vậy. Nếu như bể luôn cả hộp số thì cũng phải cân nhắc lại. Nhưng mà vấn đề ở đây là phải bể ở chỗ nào, bể ở chỗ nào xác định rõ. Bởi vì thế này, nó có nhiều trường hợp bể. Nhiều khi có thể là bể tại mình thì oan cho cái người thợ, còn bể tại thợ thì nó sẽ có, bể tại lắp ghép ấy, thì nó có những cái trường hợp thực tế thì mới phân tích được vị trí nó bể này, trường hợp nó bể là bể như thế nào. Còn có nhiều khi ấy, nó bể là có thể do va quyệt, hoặc do bên trong, hoặc do bị làm sao đó từ ngoài tác động vào, từ một cái tác động nào đó, thì mình cũng không thể nhanh. Ví dụ bạn hỏi bạn chung thế này mà bạn nói là ôi rồi thế này là do ông thợ rồi thì dễ bị ăn vả vào mồm lắm. Bởi vì là bể hộp số thì bạn gặp nhiều, bởi vì là có nhiều nguyên nhân để bể hộp số. Thế nên là phải nói rõ, chụp ảnh cụ thể kỹ cho mạnh thì mạnh mới có thể trả lời chính xác cho bạn là bể do ai, do đâu bạn nhá. Thì như thế mới dám nói được, chứ không nói lờ mờ là không được. Đấy, bạn hết sức là thông cảm cho cái việc là nhận định, không thể nhận định vội vàng được, mà phải có chứng cứ, có hình ảnh, ít nhất phải nhìn thấy cái vết nứt vết bể và hỏi được cái trường hợp nó bể lúc nào, đang đi cái trường hợp nào, như thế nào thì nó bể, bể ra làm sao phải cụ thể. Rồi cảm ơn mọi người, và còn một số câu hỏi của mọi người nữa là Song Cam này, Dung Thị này, NDN VIP, Quốc Trúc, Phan Việt, đam mê chăn nuôi, tính về lớp này, 5050 chưa về, giống nhau, hai con nói giống nhau, chỉ khác 50 là có turbo thôi. Xin chào Vinh, Vinh Ngọc, Vinh Huỳnh Ngọc, dân tộc Đông Bắc, máy đây chỉ số 10 để trực tiếp được mà đề qua ổ khóa chỉ tụt tin hiện. Kiểm tra cái công tắc ở giữa cần tín lùi nha bạn nha, cửa dưới cái cần tín lùi, chỉnh nó vào chút là được. Các cái video tiếp theo có cái này mình sẽ chỉ cho 10 người cụ thể hơn. Đây, có đầy đủ luôn này, công tắc này, đây này, cái công tắc này này, nó cần tiến lùi á. Rồi, cảm ơn mọi người.
đã theo dõi các cái buổi phát trực tiếp của Mạnh, và cũng cảm ơn mọi người đã gửi câu hỏi, và hy vọng rằng những cái chia sẻ của Mạnh sẽ giúp cho mọi người sẽ chủ động sửa chữa được cái máy của mình, chủ động bảo dưỡng cái máy của mình để khi mà ra ngoài đồng ruộng thì nó luôn luôn đạt được cái năng suất tốt nhất, người khỏe, máy khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào các video lần sau.